Ngày hôm nay Quỳnh Hương đem đến cho các bạn cái gì đây? Đó chính là hãy nghĩ những điều thiện lành. Tại sao vậy? Các bạn có thấy không? Tức là cơ thể của bạn nó có phải là nó được tạo thành bởi những cái ý nghĩ của các bạn không? Quỳnh Hương có nhớ một cái câu là what you think you are. Bạn là, bạn nghĩ cái gì thì bạn là cái đó. Thực sự á, khi mà bạn nghĩ về những điều thiện lành á, con mắt của bạn nó tự nhiên nó sáng lên, cái miệng của bạn nó sẽ cười tươi lên, rồi bao nhiêu cái tế bào trên mặt của bạn, trời ơi, nó như nó non gánh nắng mặt trời, và mặt bạn nó sẽ ửng lên, nó sáng từ trong ra ngoài, và tự nhiên cái ai nhìn bạn cũng thấy nó dễ thương hết trơn á. Cho nên khi bạn biết rằng bạn ủ bạn ở trong một cái suy nghĩ thiện lành càng nhiều thì cái mặt bạn nó càng dễ thương lâu, mà mặt bạn càng dễ thương lâu đâu phải để bạn ngắm đâu, để mọi người xung quanh bạn ngắm, đúng không nào? Và khi mà mọi người xung quanh bạn trời sẽ thấy lúc nào bạn cũng dễ thương thì tự nhiên bạn sẽ trở thành một con người rất dễ thương trong cái mắt nhìn của người khác. Và khi bạn đã nghĩ thiện lành rồi, cái miệng bạn nó không có nói những cái điều ác được, đúng không? Vậy thì tự nhiên suy nghĩ thiện lành nó sẽ dẫn tới những cái lời nói thiện lành, rồi suy nghĩ thiện lành nó sẽ dẫn tới những cái hành động thiện lành, giúp người khác đi, cố gắng đi, rồi yêu thương đi, con người bạn nó sẽ ửng lên như là ánh mặt trời vậy. Và ai cũng thích nhìn một cái tia nắng mặt trời đầu ngày hết, phải không? Vậy thì ngày hôm nay Quỳnh Hương sẽ chúc cho tất cả các bạn đi ra đường gặp thật là nhiều những cái ánh mặt trời bé con nho nhỏ, bởi vì ngày hôm nay ai cũng suy nghĩ thiện lành, ai cũng sáng rực. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.